Ca này nhổ răng khôn đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, ok. Giờ bắt đầu bôi tê nha. Rồi, há miệng giùm chị. Chưa. Đã ai làm gì đâu. Rồi, chờ một xíu nha. Oh no. Đã ai làm gì đâu. Bây giờ chích xíu tê nha. Nằm im. Không có đau. Nằm im. Sao? Muốn nói chị gì? Ơi, em muốn đi về. Mốt em quay lại nha. Sao vậy? Em sẽ đau quá. Giờ nãy giờ có đau không? Dạ. Trời đất ơi. Thì muốn về thì về thôi. Răng nhổ xong rồi nè. Ủa, bác sĩ nhổ khi nào vậy? Có đau đâu. Làm quá à. Đối với cái việc nhổ răng thì bản thân tôi cũng rất sợ chứ không phải riêng là các bạn đâu. Tuy nhiên, sợ chỉ là một nỗi sợ mơ hồ mà trong chúng ta ai cũng nghĩ vậy. Và bản thân chúng ta khi mà có cái quyết định cần phải nhổ răng cũng như là có cái chỉ định của bác sĩ cần phải nhổ răng thì chúng ta đầu tiên là phải chọn một cái nha khoa uy tín, chọn một bác sĩ uy tín và chúng ta thực hiện cái quá trình nhổ răng của mình. Đối với quy trình nhổ răng thì trước khi nhổ các bác sĩ đã thăm khám, tư vấn và đã cho chúng ta biết được là cái phương pháp nào cũng như là cái cách thức nhổ răng của chúng ta như thế nào. Bước tiếp theo chúng ta cần phải chụp một cái phim để các bác sĩ xem coi vị trí chân răng đó như thế nào và phương án nhổ như thế nào. Và cái kế tiếp nữa, khi mà chuẩn bị nhổ thì bác sĩ sẽ vệ sinh cái khu vực cũng như là cái vùng răng đó. Sau đó là bác sĩ sẽ bôi tê. Sau khi bôi tê, các bác sĩ sẽ chích tê vào khu vực đó thì chúng ta đã được vô cảm rồi và chúng ta sẽ không hề cảm thấy đau đớn trong cái quá trình nhổ răng. Tuy nhiên, sau khi nhổ răng rất là quan trọng, chúng ta cần phải thực hiện đúng theo lời bác sĩ. Khi bác sĩ dặn chúng ta cắn cục bông gòn trong vòng 30 phút hoặc 1 tiếng thì chúng ta phải làm và tuân thủ theo đúng như lời của bác sĩ. Cũng như là về nhà thực hiện quá trình uống thuốc cũng như là ăn uống như thế nào, vệ sinh như thế nào. Chúng ta tuyệt đối phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Tiếp theo nữa, cực kỳ quan trọng, tái khám định kỳ đến nha khoa cũng như là quay lại cái nơi chúng ta nhổ răng đó để cho bác sĩ thăm khám cũng như là kiểm tra lại cái răng của chúng ta nhổ có tốt chưa, cái vị trí chúng ta nhổ răng có lành thương tốt hay không. Đây là những cái vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái quá trình nhổ răng. Chúc các bạn có một cái hàm răng luôn chắc khỏe và cuộc sống vô cùng hạnh phúc.